trong kia kìa, thì là không phải ai được sang bên người. Phải là như thế nào thì cũng được sang bên người, và phải như thế nào cũng được sang rồng hổ đại bàng các thứ đấy. Tức là không có, tức là nó khác biệt hẳn, cái bước chân trong đấy nó khác biệt hẳn. Thế là cái hình xăm của chú là từ những năm 80 mấy, nghe đến bây giờ về đến đây thì nói thật sự là về đây là nhìn thấy các bạn, cái hình xăm của các bạn rất là đẹp. Xăm bây giờ, ngày xưa chú xăm đi đường mà nếu như hở ra là phải che đi, mà đến nhà bạn gái phải giấu đi đấy. Thế nên đến giờ là cái xã hội nó văn minh hơn thì lại có các tiệm xăm. Thế giờ ra đường thì các bạn xăm rất là nhiều, cái mình xăm rất là đẹp. Thế nhiều lúc mà nhìn lại các hình xăm cũ của mình thì thấy nó xấu quá, ở trong kia xăm xấu quá. Thế cũng muốn là làm đẹp cho mình thì mới xăm lại, như phủ lên cái hình cũ. Thế bên này thì là đã mua được sữa rửa mặt sạch sẽ tốt. Phật cảm ơn ạ. Mình đang làm. Cảm ơn ạ, cảm ơn ạ. Phật A Di Đà. Còn bên này thì là địa tạng vương. Chú Hải có bán chén trà kèm theo ấm nhá, là bán theo bộ nha bạn nhá. Có ấm riêng. Có, nhưng mà mũ chú Hải có ấm riêng, có bộ, có chén riêng, có cả bộ luôn.